Luca đoạn 2 Vả hàng năm đến ngày lễ vượt qua, cha mẹ Đức Chúa Giêsu thường đến thành Jerusalem. Khi ngài lên 12 tuổi, theo lễ thường ngày lễ, cùng lên thành Jerusalem. Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về. Con trẻ là Giêsu ở lại thành Jerusalem mà cha mẹ không hay chi hết. Hai người tưởng rằng ngài cũng đồng đi với bạn đi đường. Đi trót một ngày rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết. Nhưng không thấy Ngài, bèn trở lại thành Jerusalem mà tìm. Hỏi ba ngày gặp Ngài tại trong đền thờ đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa nghe vừa hỏi. Ai nói nghe đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Khi cha mẹ thấy Ngài, thì lấy lầm lạ. Và mẹ hỏi rằng, hỏi con, sao con làm cho hai ta thế này? này cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. ngài thưa rằng cha mẹ kiếm tôi làm chi? há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? nhưng hai người không hiểu lời ngài nói chi hết. đoạn ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. mẹ ngài ghi các lời ấy vào lòng. đức chúa giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Thi Thiên 119 Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi, vì tôi suy gẫm các chứng có Chúa. Tôi thông hiểu hơn kẻ già cả, vì có gìn giữ các diền mối Chúa.